Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhàn. Thì hôm nay mình đi bắt bò về đó các bạn. Thì mình bắt được mấy con đây. Giờ cũng tối rồi. Nó máu về nó ù quá. Thì mình cũng chuẩn bị đi làm nên mình tranh thủ mình quay nó hơi mờ nên các bạn thông cảm nha. Đây là con pháp cái. Một con con ba bê bông này các bạn. Bông mình bông bụng. Đấy. Và một con ba bê bên đây cũng bông, xương trụ độc to. À các bạn. Con này nó mới bảy tháng rưỡi tuổi nè các bạn. Nhưng mà xương trụ nó độc mà to bằng con lớn bên mình luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Còn mông đùi nó đây. Thì bây giờ nó cũng chiều tối rồi nên là mình tranh thủ quay một chút xíu rồi mình đi làm các bạn. Thì các bạn hãy thông cảm cho mình. Nếu mà mai về mà mình rảnh thì mình quay cho các bạn xem cho kỹ hơn. Đấy. Thì mình có 4 con như thế này. Thì mình báo giá chi tiết thì con này là 27.500.000 nha các bạn. Bò 7 tháng rưỡi rồi. Rất là độc, xương mình độc lắm. Thấy xương trụ các bạn. To khiếp luôn. Xương trụ to này ha. Các bạn thấy con bò lớn của mình đây mà cái xương trụ nó to gần bằng con bò lớn mình luôn. Đấy, tổng quan thì như vậy. Con này là 27.500.000. Các bạn nhớ con này. Con này là 25 triệu nha các bạn. Thì bây giờ nó tối quá các bạn không có thấy thì các bạn thông cảm, mai mình sẽ về quay rõ hơn. Đấy. Đấy đùi mông nó đấy. Con này là nó cao dài mà nó nhỏ. Đấy. Xương trụ thì được cao dài thôi, còn xương trụ thì bình thường. Mông đít đó các bạn. Riêng hàng 3B phối. Con này là 20.500.000. Con này giá 20.500.000 nha các bạn. Còn con pháp cái nè các bạn, pháp rành. Tối mình cũng thấy đó, nó rành rành nghe cái mông á. Thì con bò này là với giá là 20 triệu đó các bạn. 20 triệu trắng nha. Rồi. Giờ tối quá. Tối quá quay không thấy luôn nè. Nên các bạn thông cảm. Xương chân trụ nè các bạn. Nó to khiếp không? Đấy. Rồi. Thì mình cũng không quay được. Nó tối quá. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Đấy. Thì ai yêu quý và thích con bò nào thì hãy nhanh tay liên hệ số điện thoại mình để bên trên góc màn hình nhé các bạn. Gặp trực tiếp mình và bác bò. Rồi, xin chào tất cả mọi người.